phải đó, đối với Học viện Hàng không Việt Nam thì họ sẽ thực sự cần một thứ gì đó vô cùng bay bổng nếu muốn có thể đi sâu tại giải đấu lần này và ít nhất là vượt qua được vòng bảng để tiến vào vòng playoff tại bảng B. Khá hay. Đưa bóng vào, Văn Đức. Vẫn còn cơ hội dứt điểm của cửa lòng vào. Đó là Huỳnh Võ Thành. Bàn thắng được ghi từ rất sớm. Nhật Tân. Rất tốt. Chỉ Khang. Đồng đội đang di chuyển. Vẫn là Khang. Khang có khoảng trống. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến với Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là Chí Khang. Bàn thắng ở phút thứ 40+1. Trong khi đó Đại học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại bảng B với đội Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 6 giờ chiều, cũng vào ngày 25 tháng 2. Cơ hội của Cửa Lòng. Của Cửa Lòng vừa rồi là của Phước Vũ. Vilay. Trong hiệp 2 này thì Vilay có lẽ như là cũng không còn đủ thể lực để gồng gánh các cầu thủ Học viện Hàng không. Vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giữa đội Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đội Đại học Ngân hàng. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ và cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên các. Rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng thứ 3 đã đến với Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Hàng không đang bị đau, đó là cầu thủ mang áo số 21 Đặng Vĩ Quốc. Trận thua này sẽ chính thức khiến cho Học viện Hàng không là đội bóng tiếp theo nối gót Đại học Hoa Sen nói lời chia tay với giải đấu lần này. Đường truyền của Vilay, đánh đâu và rời sân thay cho Hách Chun, đó là cầu thủ mang áo số 19 Ngô Bá Nhân. Ngô Bá Nhân là sinh viên năm 1 ngành quản trị kinh doanh. Chí Khang rất khéo. Chí Khang là một trong những cái tên đáng chú ý trên hàng công của Đại học Mở. Rất hay, không vào. Đó có thể được xem là highlight của giải đấu lần này, khi mà Thủ Thành Nguyễn Thế Bình trong một giây phút đã cosplay thần tượng của mình, đó là Thủ Thành Iker Casillas. Nhưng có lẽ là Thế Bình sẽ không thể tiếp tục thi đấu khi sau tình huống vừa rồi anh cũng đang tỏ ra khá đau đớn. Để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Văn Phòng. Như vậy là ba sự thay đổi người cùng một lúc của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Cường. Đánh đầu. Minh Vũ. Võ Thành. Minh Vũ. Và kênh thể thao 360. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Văn Tào đã nổ hơi còi để kết thúc cuộc đối đầu giữa Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàng không chiến thắng 3-0 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Cường.